Ngày 15 tháng 8, Ban Chỉ huy quân sự huyện Long Điền, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với công ty Chanchun Vina, xã An Ngãi, tổ chức lễ ra mắt tiểu đội tự vệ công ty Chanchun Vina. Tiểu đội tự vệ công ty Chanchun Vina gồm 10 đồng chí. Sau khi thành lập, tiểu đội có nhiệm vụ xây dựng đơn vị tự vệ có số lượng phù hợp, chất lượng cao, trang bị công cụ hỗ trợ, vũ khí phù hợp. Hàng năm, được giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, quân sự toàn diện, thiết thực, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự địa phương, tuyên truyền cho nhân dân và người lao động về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về an ninh trật tự, đồng thời tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ và phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. Việc thành lập tiểu đội tự vệ trong doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, cũng như thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư trên địa bàn huyện. Ngày 19 tháng 8, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Phú Mỹ phối hợp Ủy ban Nhân dân thị xã tổ chức trao tặng nhà tình nghĩa quân dân cho các đồng chí Trương Quốc Vương là quân nhân dự bị trú tại ấp Cầu Ri, xã Sông Xoài, Ngô Quang Tuấn Anh, sĩ quan dự bị trú tại ấp 2, xã Tóc Tiên, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Hai căn nhà tình nghĩa quân dân xây dựng cho hai đồng chí Trương Quốc Vương và Ngô Quang Tuấn Anh trên phần đất của các gia đình. Tường gạch, mái lợp tôn, nền lát gạch men với thiết kế gồm hai phòng ngủ, phòng khách, công trình phụ. Kinh phí xây dựng mỗi căn là 130 triệu đồng. Trong đó 70 triệu đồng do Ban Chỉ huy quân sự thị xã Phú Mỹ vận động các doanh nghiệp hỗ trợ. Số tiền còn lại do các gia đình đóng góp. Tại lễ bàn giao, thị ủy, Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ, đảng ủy, Ủy ban Nhân dân các xã Sông Xoài, Tóc Tiên, đại diện công ty vận tải Huy Lâm, công ty công nghiệp hóa chất Mỏ Nam Bộ đã tặng gia đình hai đồng chí một số vận dụng gia đình gồm tủ lạnh, nồi cơm điện, ấm chén, quạt máy và tiền mặt trị giá gần 20 triệu đồng.